Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh của CryptoLeadVN. Đây là CryptoLeadVN và bạn đang nghe đọc báo cùng CryptoLead mỗi ngày. Nhiều công ty tiền điện tử cắt giảm nhân sự để ứng phó với bão kinh tế. Trong bối cảnh thị trường liên tục điều chỉnh như hiện tại, nhiều sàn giao dịch lớn và các công ty tiền điện tử toàn cầu đã áp dụng chiến lược cắt giảm nhân sự để duy trì hoạt động. Coinbase Global Inc. đã cho biết họ sẽ gia hạn thời gian đóng băng tuyển dụng cho cả các vị trí mới và hủy bỏ một số đề nghị được chấp nhận. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ đã trích dẫn các điều kiện thị trường và nỗ lực ưu tiên kinh doanh đang diễn ra trong một bài đăng trên blog hôm thứ Năm. Một số nhà phân tích Forward đã cảnh báo rằng chi phí của Coinbase quá cao. Công ty đã tăng lên 4.948 nhân viên toàn thời gian, từ khoảng 1.700 chỉ một năm trước. Việc tuyển dụng đã giúp nâng tổng chi phí hoạt động của công ty lên 1,7 tỷ đô la trong quý đầu tiên, tăng 9% so với 3 tháng trước đó. Trước đây, Coinbase đã làm cộng đồng dậy sóng khi là một trong những công ty tiền điện tử đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ Nasdaq. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm, công ty trở thành một trong những sự sụp đổ ngoạn mục nhất khi giá trị thị trường của công ty đã giảm khoảng 50 tỷ USD kể từ khi kết thúc ngày giao dịch đầu tiên vào tháng 4 năm ngoái. Cổ phiếu của Coinbase đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại vào tháng 5 và ngay cả khi đã phục hồi phần nào thì vẫn giảm khoảng 80% so với lần đầu ra mắt. Quyết định đóng băng tuyển dụng của Coinbase được công bố cùng ngày khi Gemini Trust Co., công ty tiền điện tử do cặp song sinh tỷ phú Cameron và Tyler Winklevoss điều hành, đã nói với nhân viên về kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động của công ty. Trang LinkedIn của Gemini cho thấy hơn 1.000 nhân viên. Điều này có thể có nghĩa là tới 100 việc làm đã bị cắt giảm. Gemini đã đưa ra một quyết định khó khăn, đóng cửa tất cả các văn phòng thực tế và áp dụng biện pháp cắt giảm việc làm để vượt qua những thách thức hiện tại trong ngành. Cặp song sinh Winklevoss đã thông báo rằng họ có kế hoạch chỉ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ cho những sản phẩm quan trọng đối với sứ mệnh của họ. Họ lập luận rằng với các điều kiện thị trường hiện tại, việc cắt giảm nhân sự có thể sẽ giúp công ty tồn tại trong một thời gian. Ngoài Coinbase và Gemini, rất nhiều công ty lớn trong ngành cũng đã đưa ra hướng giải quyết tương tự để ứng phó lại sự điều chỉnh dài hạn của thị trường. Cuối tháng 4, ứng dụng giao dịch chứng khoán tiền mã hóa nổi tiếng tại các nước phương Tây là Robinhood thông báo đã sa thải khoảng 9% nhân lực toàn cầu. Công ty khẳng định điều này là để loại bỏ các vị trí công việc trùng lặp với nhau vốn đã phức tạp hóa hoạt động. Ngày 27 tháng 5, sàn giao dịch tiền mã hóa Bitso hoạt động tại khu vực Mỹ Latin được đưa tin là đã sa thải 80/700 nhân viên. Bitso cho biết lý do cắt giảm nhân sự là vì lợi ích dài hạn của công ty. Có thể thấy đợt downtrend kéo dài nhiều tháng liền này không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền của nhà đầu tư, nguồn thu nhập của thợ đào mà còn khiến cho nhiều công ty tiền điện tử rơi vào trạng thái cạn kiệt ngân sách. Đây có thể được xem là mùa đông crypto dài hạn nhất trong lịch sử của tiền mã hóa và hiện tại rất khó để dự đoán thời kỳ băng tan bởi mối tương quan giữa crypto và thị trường tài chính truyền thống có mối tương quan rất cao. Trong khi đó, các chỉ số lạm phát tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, vẫn đang ở mức cao. Câu chuyện chiến tranh tại Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Mới đây, CEO của JP Morgan, một trong những ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, đã đưa ra lời cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với một cơn bão tài chính. Do đó, các nhà đầu tư hãy gồng mình để ứng phó lại cục diện khó khăn sắp tới. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đọc báo cùng CryptoLeadVN, nâng cao kiến thức crypto.